Ok, em Vương xin kính chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với cái video của em Vương trên kênh Ichimoku Việt Nam. Thì chúng ta đang bước vào phiên ATC, phiên giao dịch thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2024. Thì em sẽ chia sẻ với anh chị một cái video để cập nhật cái diễn biến của thị trường cũng như đánh giá lại cái xu hướng vận động của thị trường trong cái phiên tiếp theo và các cái kịch bản có thể xảy ra và đưa ra những kế hoạch hành động anh gì ha à, bên cạnh đó thì sẽ chia sẻ cái xu hướng vận động của một vài cái cổ phiếu đáng chú ý hi à, hy vọng cái góc nhìn về thị trường về cổ phiếu của em vương có thể giúp cho anh chị đầu tư tốt hơn ha à, hiện tại anh chị thấy là trong phiên atc à, bây giờ là hai giờ bốn phút anh chị thì vn 30 đang giảm hơn 5 điểm còn vn đi index thì đang giảm nhẹ à, dưới một điểm anh chị trước thời điểm vào ATC thì anh chị thấy là thị trường đã có lúc kéo xanh anh chị, kéo xanh lên. Tuy nhiên trong ATC thì có giảm điểm trở lại. Anh chị. Chúng ta quan sát cái diễn biến tiếp theo ha. À, trong ngày hôm nay thì có một cái tin tức về việc thanh tra các cái dự án điện, à, 32 cái dự án à, bị thanh tra anh chị. Cho đó là cái nhóm điện chúng ta thấy là sáng hôm nay à, bị ảnh hưởng khá là nhiều, đặc biệt là cái cổ phiếu à, GEG là giảm sàn Hiện tại trong ATC vẫn còn giảm sàng, ha? NT2 à, cũng đang giảm gần 4% và cổ phiếu một giảm mạnh nữa đó là pau à, những cổ phiếu à, giảm mạnh trong một nhóm điện ngày hôm nay. Ngoài ra thì RI, BC1, à, GEX à, cũng à, cũng giảm tương đối mạnh anh đó là về mặt tin tức. À. À, còn à, trong ngày hôm nay nhìn chung về điểm số thị trường anh chị thấy là đa số trong cái phiên ngày hôm nay là thị trường ở cái mức đỏ điểm. À, à, có những thời chỉ có một cái thời điểm ngắn thị trường kéo xanh à, ở à, đâu đó khoảng à, trước 10 giờ anh chị, à, thị trường kéo xanh và sau đó là giảm. À, thì như đã chia sẻ với anh chị thì cái vùng hiện tại là thị trường nó đã phục hồi từ cái vùng đáy 1184 à lên đến cái vùng giá hiện tại 1130 thì thị trường nó đã phục hồi đâu đó khoảng là 46 điểm mình à trải qua 6 phiên 6 phiên phục hồi à, thì thị trường đã phục hồi được 46 điểm, một cái mức phục hồi cũng khá là tốt. À, khá là tốt rồi anh chị. À, do đó thì cái việc mà thị trường nó quay lại cái nhịp điều chỉnh thì cũng rất là bình thường. Ừ. thêm nữa là chúng ta thấy ở trên đầu và đường giá thì có những cái kháng cự à, rất là mạnh à, đó là giao găm 179 và giao găm 65 và à, có những khoảng may dày thì anh chị thấy là nó tiệm cận rất là gần với cái kháng cự ở trên đầu à, thì cái khả năng quay trở lại giảm là rất là cao thêm nữa thì anh chị thấy là về cái à, chỉ báo BC index nó đã cho thấy cái sự Hưng phấn đang ở cái mức tương đối là cao rồi anh chị ha Đang có mức 66.6 Thì mức hưng phấn cũng đang chuẩn bị cũng tương đối là cao và Chuẩn bị bước vào cái giai đoạn cao ở mức 75 thì sẽ rất là cao Thì thông thường anh chị nhìn lại khi mà thị trường bước vào những cái ngưỡng hưng phấn cao Thì thường sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh anh chị ha Rất là nhiều lần trong quá khứ Thì khi mà có cái mức hưng phấn cao thì thị trường sẽ quay trở lại điều chỉnh Đó. Ít nhất là thị trường đi ngang À, khi mà có cái nhịp hưng phấn cao như thế này anh chị, chắc ừ, là thị trường sẽ đi ngang à, và có thể sau đó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh mạnh. À, đây là những cái lần mạnh chị thấy là khi vào hưng phấn cao là sẽ có những cú điều chỉnh mạnh sau đó. À, anh chị. Ở đầu phiên thì mình đã chia sẻ với anh chị là nếu như mà trong phiên ngày hôm nay thị trường nó có một phiên giảm điểm sớm ngay từ đầu thì cũng là điều hết sức là bình thường. À, sau khi mà nó có cái nhịp phục hồi dài như vậy, à, đã hơn 46 điểm. Thậm chí có những thời điểm trong phiên sáng ngày hôm nay nó kéo điểm lên tiếp ở cái vùng 1,2,3,1. À, thì rất là gần với vùng cản ở trên thì nó quay trở lại điều chỉnh là rất là bình thường à, nhưng mình chia sẻ rằng là cái việc nguy hiểm hơn à, cho số đông nhà đầu tư đó là cái kịch bản mà ngày hôm nay thị trường nó sẽ tiếp tục à, mở cửa xanh mạnh để đẩy cái sự phô mô lên cao à, và sẽ lúc đó sẽ khiến cho rất nhiều anh chị nhà đầu tư sợ thị trường chạy mất mà đua mua bất chấp cổ phiếu à, và anh chị thấy là trong phiên ngày hôm nay hiện tại thì chỉ số trong ATC đã xanh trở lại anh ha à, để chúng ta xem thị trường đóng cửa như thế nào à, nhìn vào khung đồ thị H1 thì à, chúng ta thấy là hiện tại thị trường nó cũng khá là an toàn à, trong phiên ngày hôm nay à, khi mà nó có những cái lực đỡ từ À, giao gam 65 cũng như là đường kijun và những một khối may dày ở đây anh chị à, tuy... và cái khả năng giảm sâu trong phiên ngày hôm nay là à, là thấp anh chị ha à, và nếu như mà thị trường muốn đánh à, mạnh trong phiên ngày hôm nay thì sẽ rất là nguy hiểm à, sẽ khiến cho nhà, nhà đầu tư phô mô. À, như vậy là đã kết thúc cái phiên ATC rồi anh chị chúng ta sẽ xem thị trường đóng cửa ở đâu ha như vậy là thị trường của chúng ta đóng cửa ở 1230.42 à xanh rất là nhẹ thanh ra. không chấm tăng 0.14 điểm tương ứng với 0.01%. À đóng cửa rất là gần với cái giá tham chiếu. À chúng ta có mở cửa ở 1230.28 và đóng cửa 1230.42 à xanh xanh rất nhẹ ha. À như vậy là thị trường vẫn tiếp tục à, giữ cái à giữ ở cái vùng giá này. À. Với cái vận động này thì anh chị có thể thấy là rất nhiều nhà đầu tư sẽ rất là nóng ruột khi mà thị trường nó tiếp tục xanh điểm anh chị. Tiếp tục xanh điểm mặc dù chúng ta thấy là trong phiên ngày hôm nay thị trường xanh điểm nhưng mà có đến 234 mã đỏ, 5 cổ phiếu sàn riêng sàn HOSE anh chị và trên sàn HNX thì có 88 mã đỏ và 6 mã sàn. À, như vậy chúng ta thấy cái số mã đỏ nó rất là nhiều à, ở sàn HOSE thì có 162 mã xanh chín à, mã à, tím thì chúng ta thấy là và cái thanh khoản chúng anh chị để ý là giai đoạn này cái thanh khoản cũng rất là thấp phiên hôm nay sàn HOSE chỉ có 13 000 tỷ thôi À, thì có thể nói là cái số lượng nhà đầu tư đang à, đứng ngoài thị trường có thể nói là rất là đông anh chị ha rất là đông và khả năng à, thị trường sẽ nhung nhằng như thế này để khiến cho những nhà đầu tư cầm tiền sốt ruột à, và sẽ phải tham gia mua à, mua đuổi cổ phiếu ở những cái phiên mà thị trường nó kéo điểm à, sợ thị trường chạy mất anh chị à. Hôm nay nếu như mình nhìn vào điểm số thị trường, à, nếu như anh chị nhìn vào thấy cái điểm số nó xanh điểm, à, nhưng mà à, có thể anh chị sẽ phải suy nghĩ lại khi mà anh chị thấy là thị trường đang xanh điểm nhưng mà rất là nhiều cổ phiếu đỏ vậy ha. À, anh chị đừng thấy thị trường nó đã điểm số thị trường nó xanh mà nghĩ rằng thị trường nó đã an toàn để mà tham gia. À, chúng ta sẽ xem đồ thị kỹ thuật để đánh giá chi tiết hơn cái xu hướng của thị trường trong phiên tiếp theo như vậy nha à, thị trường tiếp tục có một phiên phục hồi thứ sáu và có thể nói phiên hôm nay tiếp tục là một phiên phục hồi gì chị à, và một lần nữa chúng ta thấy là cái cản vùng cản ở trên đầu đang rất là gần à, giai đoạn hiện tại anh chị thấy anh chị thấy là thị trường đang giao dịch với một cái vùng thanh khoản rất là thấp à, rất là thấp như vậy thì trong một cái giai đoạn thanh khoản thấp như vậy thì cái sự chi phối của tạo lập là rất là dễ dàng lên thị trường anh chị cái việc tác động đến thị trường rất là đơn giản trong giai đoạn này à, khi mà có ít nhà đầu tư tham gia thị trường à, thì việc kéo lên hay đạp xuống là rất là dễ dàng à, anh chị để ý là trong tuần này chúng ta sẽ có một phiên đáo hạn phái sinh vào thứ năm tuần này à, đồng thời anh chị thấy là đâu đó khoảng thứ tư, thứ thứ năm anh chị, à, thì chúng ta đối diện với trước mặt là có một cái vùng eo may mỏng như thế này, à, khả năng thị trường nó sẽ bị hút về anh chị. Phía trên thì có kháng cự, phía dưới có eo may à, hút xuống, thì có thể chúng ta sẽ đối diện với những cú đạp vào những phiên tới anh chị. À, về mặt kỹ thuật chúng ta đánh giá cái vận động của thị trường trong phiên ngày mai anh chị thì nếu như đúng vận động kỹ thuật thì thị trường trong phiên ngày mai à, có thể sẽ phải nhùng nhằn thêm sau đó à, sẽ điều chỉnh có một phiên giảm điểm điều chỉnh à, một hoặc vài phiên à, và để tạo cái đáy hai đâu đó có thể là ở vùng hai mươi anh chị nha À, và có thể tốn mất một vài phiên à, nó đó là vận động nếu như đúng theo chuẩn kỹ thuật anh chị à? sau khi một nhịp phục hồi à, khá là mạnh à, đâu đó khoảng hơn 45 điểm gần 50 điểm rồi thì à, và phía trên gặp những cái kháng cự như thế này nếu như đúng chuẩn kỹ thuật đánh đúng chuẩn kỹ thuật thì thị trường cần phải à, rung lắc điều chỉnh trở lại để tạo đáy hai à, đây quanh vùng này à, khoảng một hai một ngàn hai 1220 1.200 anh đó. Tuy nhiên à, thì chúng ta thấy là trong cái giai đoạn này à, mình đánh giá là cái mức thanh khoản nó đang rất là thấp à, và cái việc chi phối của tạo lập là rất là dễ dàng à, muốn kéo cũng được mà muốn đạt cũng được à, do đó chúng ta phải rất là cẩn thận ừ. thì nếu mà chúng à, cố tình chi phối, cố tình đánh bản kỹ thuật thì ngày mai có thể sẽ là một cái phiên kéo mạnh. anh chị thấy là trong phiên ngày hôm nay thì có cái sự rút chân mạnh như vậy, thì có thể ngày mai tạo lập sẽ cố tình chi phối thị trường bằng cách kéo mạnh, kéo mạnh điểm số, kéo vượt cản và kèm theo một cái mức thanh khoản lớn để vượt cái cản thậm chí là một mức tăng đâu đó khoảng 15 điểm 15 đến 20 điểm Vượt cả cái cản 1245 Vượt cảng giao găm 129 Vượt cảng giao găm 65 Và với một cái mức Một cái volume rất là lớn Để Và lúc đó nhà đầu tư sẽ gọi Đó là phiên bùng nổ theo đà anh chị. Thì khi mà có cái phiên đó Thì rất nhiều nhà đầu tư Sẽ bị kích thích Và sẽ FOMO mô khi cho rằng thị trường đó Đã an toàn Và sợ thị trường chảy mất à, Mình sẽ sợ nhất cái kịch bản đó xảy ra anh chị à. Và lúc mà nhà đầu tư đu bám vào nhiều Thì đó là lúc mà à, Tạo lập bắt đầu xả hàng Và có những cú đạp rất là rác anh chị à, Anh chị ha à, Kéo càng mạnh thì sẽ đạp càng, càng rác à. Mình hy vọng cái kịch bản đó sẽ không xảy ra anh chị ngày hôm nay thì uh, có những lúc thị trường giảm um, giảm uh, cũng tương đối là mạnh 6 đến 7 điểm anh chị à, thì uh, về cái vùng uh, 1223 à, 1223 cũng nhiều cổ phiếu giảm uh, 2 đến 3 phần à, trăm thậm chí hơn hơn 3 phần trăm gì Tuy nhiên thì mình thấy là thị trường nó vẫn cái giai đoạn này là thị trường nó vẫn chưa đủ ngon để mà chúng ta tham gia à, Thêm nữa là anh chị thấy là thị trường trong phiên ngày hôm nay có, trong tuần này nó sẽ có phiên đáo hạng phái sinh vào thứ năm Và đúng cái thời điểm đó thì anh chị thấy là phía trước đây là đang có một cái eo may đúng trong cái thời điểm đó anh chị. À, cái eo may này rất là nguy hiểm anh chị ha. Thị, thị trường có thể có bất kỳ, có thể có bất cứ một cú đạp nào đó bất ngờ mà chúng ta sẽ không biết được. Và để an toàn thì chúng ta phải chờ chờ thêm anh chị ha. kiên nhẫn thêm anh chị ha à, và chúng ta đang ở cái tư thế chủ động à, sẵn sàng để đi săn hàng à, và chúng ta không cần vội vàng à. chúng ta đã có một cái giai đoạn đứng ngoài thị trường khá là lâu rồi anh chị ha, để tránh được những cái cú đạp trong giai đoạn vừa rồi à, thì nếu như bây giờ mà chúng ta phô mô vào những cái phiên này để dính lại những cái cú đuổi đạp sau thì tất cả các công sức của chúng ta đã đổ xong đổ biển cả anh chị ha à, anh chị tham gia thị trường cần nhắc là cái sự an toàn ừ. trước khi nghĩ đến kiếm tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường này anh chị nha à. rồi như vậy thì kế hoạch của chúng ta là gì thì nếu như thị trường phiên ngày mai à, giảm điểm anh chị thì anh chị cũng ở mức độ giảm thật mạnh giảm mạnh có những cổ phiếu sàn à, giảm từ 10-15 điểm trở lên thì anh chị mới nên tham gia. Còn nếu như thị trường nó giảm nhẹ à, như phiên ngày hôm nay à, thì anh chị chờ thêm. Anh chị chờ những cái cú thị trường giảm 15-20 điểm anh chị nha. À, thì tham gia. À, thị trường nó đã có cái sự an toàn. Khi mà nó đóng nén tuần vừa rồi là nó rút chân lên, đóng nén trên 1221 anh chị. Thị trường đã có sự an toàn có nghĩa là thị trường nó sẽ không giảm sâu để phá cái cái đáy một ở một một, một tư. À, tuy nhiên cái việc điều chỉnh để tạo đáy hai và với về là nó về lại vùng một hai hai mươi một hai trăm là rất là cao chị nha anh hãy chị hãy chờ ở vùng này để tham gia giải ngân à, nếu thị trường nó về sớm ở vùng này thì anh chị giải ngân trở lại và chúng ta đang ở trong tư thế rất là sẵn sàng thị trường về đây là chúng ta giải ngân à, và chúng ta vẫn view là thị trường nó sẽ Đây là cái nhịp hồi Khi mà thị trường nó quay trở lại Thì tiếp tục có một cái nhịp hồi phục trở lên Thì chúng ta đánh cái nhịp hồi ngắn như vậy Và tỷ trọng thì anh chị đánh Đâu đó khoảng từ 30 đến 50% nữa về thôi Và nếu như hàng về Hoặc là thị trường xấu Diễn biến xấu Mà thủng lại cái bóc bốn Thì anh chị phải bán hết Và bán một cách chiếc khoát anh chị thôi Và nếu ngày mai thị trường tăng thì tuyệt đối là anh chị không mua à, xanh tím thị trường điều chỉnh thì chúng ta chỉ ưu tiên mua giá đỏ mua trong cái giai đoạn điều chỉnh à, mua trong những phiên điều chỉnh đặc biệt điều chỉnh mạnh thì mua và không được mua khi mà thị trường kéo xanh anh chị nha à, đó là cái điều đặc biệt mà anh chị phải chú ý à, không được phô mô trong cái thị trường điều chỉnh như vậy à. À, đối với anh chị em nào mà bắt đáy ở cái quanh cái vùng một một năm này anh chị à, và anh chị em nào mà còn gồng cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua thì đây là thời điểm tốt nhất để anh chị bán hạ và chờ mua lại ở vùng thấp hơn ở vùng thị trường tạo đáy hai anh chị nha à. rồi ok thì đó là những cái cập nhật của em về diễn biến của thị trường cũng như đánh giá cái xu hướng vận động của thị trường trong phiên tiếp theo và cái kế hoạch hành động à. Thì anh chị nếu như thấy những cái chia sẻ của em là đúng, là phù hợp Thì có thể cho em xin những lượt like, những lượt tương tác tích cực ở phần bình luận anh chị nha Anh chị nào thấy có thể về đồng hành cùng em Có thể đem lại hiệu quả cho anh chị Thì anh chị hãy liên hệ với em để cùng đồng hành vào râm khách hàng của em anh chị nha Rồi ok tiếp theo thì em sẽ review một vài cái cổ phiếu đáng chú ý của anh chị từng nhóm ngành anh chị ha rồi hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái nhóm điện trước anh chị hôm nay là có một câu chuyện về cái nhóm điện một cái tin tức về nhóm điện à, thì chúng ta cũng cần đánh giá lại cái nhóm cổ phiếu điện này như thế nào à, trong các phiên tiếp theo anh chị ha à, hôm nay anh chị thấy là gờ -E sàn sàn ừ. hôm nay là thủng sâu các hỗ trợ anh chị ha. trong đồ thị tuần đồ thị tháng cũng đều giảm sâu à, và nó đánh mất tất cả các cái hỗ trợ tenkan kijun và các cái dầu găm thì đều đánh mất à, và thủng à, cả những may luôn anh chị một à, tin khá là xấu à, tác động đến gerg khiến cổ phiếu nằm sàn à, thì chúng ta sẽ hôm nay cổ phiếu sàn thì chúng ta có những thời điểm nó đã À, có cái lực mua anh chị có lực mua vào Đó. tuy nhiên cuối phiên lại à, vẫn có cái giá sàn thì cổ phiếu này sau cái phiên ngày hôm nay sẽ rất mất rất nhiều thời gian cân bằng trở lại anh chị ha à, cân bằng trở lại nếu ngày mai à, GEG xanh -E được thì hy vọng đây sẽ là cái cái đáy của cổ phiếu GEG. -E à, nếu như nó xanh lại được phiên ngày mai À, thì có thể à, khách sạn nó hình thành và nó hút giá lên lại anh chị, hút giá lên lại. Sau một phiên sàn như thế này thì anh chị cần quan sát đối với lại gệ gừa anh chị à? À. Hiện tại nếu như từ đỉnh gần nhất thì nó đã giảm 23% kể cả phiên ngày hôm nay. À. đối với người, người anh chị nào nắm hàng trong phiên ngày hôm nay mà khi khi nó phục hồi đâu đó được à, khoảng về còn âm hơn 3% thì anh chị chưa thoát thì anh chị chú ý trong phiên ngày mai nếu như mà ngày cái cổ phiếu này nó tiếp tục có một phiên đỏ điểm nè chỉ cần mở cửa thấp hơn phiên ngày này thì anh chị nên thoát thoát sớm à, còn nếu như ngày mai nó xanh điểm được thì anh chị chú ý à, có thể kỳ vọng nó phục hồi lên được cái vùng giá À, 13.8 anh chị. 13.8. À, mạnh hơn có thể là 14. Canh những vùng này thì nó sẽ rất mất nhiều thời gian để cân bằng. Thì anh chị canh những vùng này để tạm thời thoát hàng đối với người anh chị ha. NT2. Giảm 3.5%. phiên ngày hôm nay thì gần như nó cái um, nó phủ nhận lại cái nhịp phục hồi trong năm phiên trước à, cùng với thị trường thì cổ phiếu nt 2 nó cũng phục hồi à, tuy nhiên một phiên gãy lại thì nó đã phủ nhận các phiên trước anh chị à, đó là cái việc anh chị tham gia bắt đáy là nó có những cái khó như vậy anh chị ha à, chỉ một phiên là nó sẽ phủ nhận ngay nếu như anh chị không biết chốt lợi đúng cách à, và hoặc là kỳ vọng quá lớn thì sẽ gặp những cái phiên điều chỉnh như thế này hôm nay thì có những tin tức tác động như vậy nhưng mà ngồi tin tức ra thì nó luôn là như vậy anh chị ha nó sẽ phản ánh vào giá cả không có tin tức thì cũng có các yếu tố khác cũng sẽ tác động và luôn có một cái sự lý giải nào đó cho những phiên giảm điểm như thế này sau phiên ngày hôm nay thì mình cho rằng NT 2 có thể sẽ giảm điểm tiếp Thậm chí nó có thể về đến vùng giá à, đâu đó khoảng 18 anh chị. Ừ, có thể về đến vùng 18. Các hỗ trợ đang rất là, là mong manh, rất là xa anh chị. Rồi, ngoài ra thì bao cũng đang giảm à, rất là mạnh. bao hôm nay có cái sự rút chân và giảm còn 1.5% à, cái vùng giá 13.2 13.2 là cái vùng mà à, cái cổ phiếu bao này nó cân bằng ở đây cũng khá là lâu rồi anh chị à, đây là cái vùng hỗ trợ của bao à, khá là tốt Nếu ở cái vùng 13.2 mà bao dừng chân được thì khả năng nó sẽ tích cực trong giai đoạn tới anh chị ha. Nó sẽ quay trở lại cái vùng giá 15 anh chị nha. Đây cũng chính là cái vùng hỗ trợ trong uh, trung hạn của bao rồi. Uh, anh chị có hàng vẫn tiếp tục nắm giữ khi nào mà nó thủng cái đáy 12.6 anh chị thì lúc đó anh chị mới nên bán hoàn toàn đối với bao anh chị nha còn hiện tại anh chị sau phiên ngày hôm nay nó vẫn giữ được hỗ trợ vẫn có sự rút chân vẫn có sự tích cực chắc định anh chị à, thì nên tiếp tục nắm giữ anh chị nhé còn nếu như mua mới thì anh chị phải chờ thêm à, mua mới thì chờ thêm anh chị một vài phiên nó cân bằng ở đây xem thị trường chung nó vận động như thế nào và cổ phiếu này nó vận động à, có bị thủng lại cái móc dưới này hay không à, thủng lại cái móc 13.1 13.2 thì chưa nên tham gia anh chị à, giữ được cái móc 13.1 13.2 thì tiếp có thể nghĩ đến việc tham gia à. rồi một vài cổ phiếu nhóm điện như vậy à. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi xem nhóm bất động sản à. à. VIX À, chưa nằm chưa tham gia viết ở giai đoạn này anh chị ha à, nó đi ngang khá là lâu rồi và à, có giao động có biên độ như thế này chúng ta cũng rất là, là lỏng lẻo như thế này à, không nên tham gia gì à, hỗ trợ cũng không có một cái hỗ trợ gì cả ở trong các cái đồ thị tuần và đồ thị tháng thì không có hỗ trợ chưa thấy có dấu hiệu gì để tham gia Vinh à, hôm cũng như vậy lâu lâu có một phiên kéo điểm rồi sau đó điều chỉnh trở lại ha à, hôm anh chị thấy là ngày 7 tháng 8 tuần trước thì có một cái phiên tăng trần à, Thì bây giờ là điều chỉnh tiếp liên tiếp 3 phiên rồi Đánh những cổ phiếu này cũng rất là mệt mỏi anh chị à, Rồi chúng ta xem những cổ phiếu mà yếu trong giai đoạn trước của nhóm bất động sản như Novaland Coi nó vận động như thế nào vậy ha à, Thì thị trường phục hồi trong 6 phiên rồi Thì Novaland vẫn chưa phục hồi được anh chị à, Vẫn có đi ngang ở đây à, và có thể thấy là nó cũng tích lũy khá lộn. À, sau khi gãy à, gãy một nhịp rồi đi ngang tích lũy sau đó gãy tiếp một cái nhịp dài, sau đó đi ngang tích lũy thì chúng ta thấy là cũng đi ngang khá là lâu rồi à, và có thể sẽ có một cái diễn biến mạnh sắp tới của Novaland anh chị nha. À, chúng ta xem sau khi nó tích lũy như vậy thì có thể nó sẽ kéo lên. Cũng có thể là đạp súng anh chị đây là cái vùng có thể nói là cái vùng uh, chuyển giao uh, chuyển giao xu hướng anh chị à? vùng tích lũy để chuyển giao xu hướng có thể là quay trở lại xu hướng tăng hoặc tiếp tục có xu hướng giảm trước đó. Uh, thì chúng ta sẽ xem vận động của thị trường như thế nào. Nếu như nó uh, phá cái đấy cái biên dưới uh, ở ở cái vùng 10.6, 10.5, uh, 10.6 anh thì có thể nó sẽ rơi tiếp À, và nếu như nó vượt được cái biên trên à, 12.1 thì nó sẽ có thể tiếp tục phục hồi về cái vùng 12.8, 12.9 anh chị nha. Bollinger band anh chị thấy cũng đang thắt rất là chặt và giá đang vận động dưới đường 12 20 à, thì chúng ta cũng sẽ rất là cẩn thận với cái nhịp điều chỉnh tiếp của cổ phiếu này. À, chưa vội tham gia đâu anh chị à, Vừa rồi thì anh chị thấy là Nó có cái phân kỳ à, Đảo chiều ở trong khung đô thị ngày Tuy nhiên cái sự phục hồi là không đáng kể Có thể thấy là cái cổ phiếu nó yếu như thế nào anh chị à? Thông thường trong khung đô thị ngày Nó có những cái à, Tín hiệu đảo chiều Thì cái sự phục hồi là sẽ rất là rõ ràng anh chị Nhưng mà NovaLand Thì lại không có được sự vận động mạnh Bình thường như vậy à, Rồi à, VRA à, cũng không nên tham gia gì ha Cũng có à, Một phiên tăng điểm cùng với Vinhome Trong cái à, phiên ngày 7 tháng 8 Với những cái tin tức liên quan đến cái việc à, à, Mua lại cái à, Cổ phiếu à, Trên thị trường Thì giúp cổ phiếu Vinhome tăng à. Thì các cái cổ phiếu liên quan cũng có tăng theo Thì sau đó nó quay trở lại điều chỉnh ngay à, Anh chị nào mà phô mô những cái phiên đó Thì coi như là dính à, kẹp hàng rồi anh chị ha, à, DIG yếu anh chị ha, đi ngược với thị trường, thị trường phục hồi nhưng mà hai phiên gần nay thì DIG giảm, các cổ phiếu chưa đất, bất động sản trong giai đoạn này rất là yếu anh chị. chưa tham gia được đối với DG anh chị. À, thì anh chị thấy là lướt qua một vài cổ phiếu như vậy thì anh chị thấy là không phải có nhiều cổ phiếu để anh chị tham gia mặc dù thị trường là có những cái tín hiệu an toàn nhất định thì tôi không còn giảm quá sâu nữa anh chị sẽ có những cú đập mạnh tuy nhiên là không phải là cú đập quá sâu nữa à, tuy nhiên thì không không phải có nhiều cổ phiếu để anh chị tham gia được rồi à, anh chị phải chắc lọc rất là nhiều rất là căng ke về giá để có một sự an toàn trong thị trường điều chỉnh như vậy ừ. thì cái danh mục cổ phiếu thì em cũng đã lên à, chuẩn bị sẵn à, cho anh chị trong cái đầm khách hàng à, thì anh chị nào muốn về đồng hành cùng em thì có thể à, liên hệ à, bằng cách mở một cái tài khoản HSI. À, nếu như đã có id thì chuyển id về em à, quản lý để cùng đồng hành cùng anh chị ha ừ. Anh chị nào chưa tham gia vào cái râm cộng đồng thì có thể uh, quét cái mã QR code cũng như là click vào đường link ở phần bình luận uh, để uh, tham gia vào cái râm. Trong râm thì em thường xuyên uh, cập nhật về diễn biến thị trường cũng như là có những cái uh, mã cổ phiếu có thể gợi ý cho anh chị tham gia. À. Ngoài ra thì anh chị nào mà ưa thích sử dụng đồn 7 à, thì có thể tham gia vào... Uh, mở một cái tài khoản gem anh chị ha à, có trên màn hình và gem thì có cái tỷ lệ đòn bẩy rất là cao à, x 5 sức mua à, thì giúp cho anh chị nào à, thường yêu thích cái việc à, sử dụng à, đòn bẩy à, thì có thể sử dụng cái à, bên gem này anh chị ha à, tuy nhiên thì anh chị có thể mở và chờ đó anh chị còn giai đoạn hiện tại thì để mà mình vẫn chưa khuyến nghị cho anh chị khách hàng sử dụng đòn bẩy đâu vẫn đánh ở cái tỷ trọng thấp thôi anh chị nhưng mà chờ đợi giai đoạn sắp tới khi mà thị trường nó ổn định trở lại thì chúng ta sẽ tham gia mạnh hơn và sử dụng đòn bẩy mạnh. Anh chị có thể mở sẵn và để đó chuẩn bị anh chị ha. Cơ hội thị trường nó tạo đáy hai là cơ hội mà chúng ta sẽ kiếm tiền để mà những anh chị nào có những khoản lỗ ở cái giai đoạn thị trường điều chỉnh vừa rồi thì có thể lấy lại anh chị ha. Rồi ok, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video thì anh chị nhớ cho em xin những lượt like anh chị nha những cái tương tác ở phần bình luận để giúp cho video được lan tỏa hơn à, xin cảm ơn tất cả anh chị xin chào và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo